Hi mọi người nha. Hôm nay Tài xin giới thiệu cho mọi người một lô đất kế hồ Châu Pha. Từ vị trí đất ta cũng thuận tiện di chuyển về khu trung tâm hành chính xã Châu Pha cũng như trung tâm hành chính xã Tóc Tiên mọi người ạ. Còn hướng bên này thì mình sẽ di chuyển theo đường Phú Mỹ Tóc Tiên để ra quốc lộ 51 nha. Thì trên đây là một vài tiện ích gần lô đất, còn chi tiết đất như thế nào video sau đây Tài sẽ chia sẻ cụ thể với mọi người luôn. Hi mọi người nhá. Hiện tại thì Tài đang đứng tại xã Châu Pha đây mọi người. Và hôm nay Tài muốn giới thiệu với mọi người một lô đất khá là gần hồ Châu Pha luôn ạ. Và đất thì nằm ngay trên mặt tiền đường đất này luôn nha. Đường này là một trong những cái đường đất này là tuyến đường chính luôn nha. Sau này được quy hoạch mở rộng ra là 16m gồm cả vỉa hè. Còn vị trí đất thì nó nằm ngay sau lưng Tài đấy nha. Để Tài quay mọi người xem ạ. Đây mọi người, lô này nha. Lô này ngang thì ở đây tổng là có 3 lô nha mọi người. 149 349, 350, 51 này. Thì thửa Tài muốn giới thiệu với mọi người là thửa 350. Ba thửa này thì đều là ngang 5, sâu vào là 26. Trên đất thì đều có sẵn 100m2 thổ cư đấy ạ. Ở sau có cái bờ gạch đó mọi người thấy không kìa. Ngang 5m, sâu 26. Trên đất có sẵn 100m2 thổ cư. Mặt tiền thì hiện trạng là mặt tiền đường đất như mọi người thấy đây. Đường này thì là đường chính luôn nhá. Lộ giới quy hoạch của nó là 16m. Một đầu của nó thông qua là thông qua bên đường, mình đi thẳng đường này luôn này, qua hồ Châu Pha là đụng cây đường sông xoài Châu Pha luôn, để qua khu công nghiệp Sona Deji Châu Đức. Hướng thẳng xuống dưới này á là mình ra đường cổng đường số 1 này, hoặc về ngay trung tâm xã Châu Pha luôn, chỗ chợ Châu Pha, ủy ban này gì đó. Còn hướng ngược lại đây nha mọi người, từ đây di chuyển ra tầm 2 cây rưỡi á là đụng ngay mặt tiền đường Hắc Dịch Tóc Tiên luôn. Từ Hắc Dịch Tóc Tiên thì mình đi thẳng là ra quốc lộ 51 nè. Đi thẳng được luôn nha mọi người. Đi thẳng qua bên kia là hướng ra quốc lộ 51. Cua trái là về trung tâm Tóc Tiên. Cua phải là mình về lại Hắc Dịch thôi. Còn vị trí này đây hiện tại là nằm ở xã Châu Pha nha mọi người. Hồ Châu Pha thì không biết mọi người có thấy không kìa, nằm ở phía bên kia đó. Để mình quay hồ Châu Pha cho mọi người coi luôn nha. Mọi người có thấy hàng cầu đó không? Ở sau lưng hồ Châu Pha nha, để mình quay cho mọi người xem cái này. Đây nha mọi người, đây là toàn cảnh hồ Châu Pha. Đây, hồ Châu Pha đây nha mọi người. Còn vị trí đất Tài đang quay thì nó nằm ở khúc đầu kia kìa. Hồ thì khá là rộng. Trước cái hồ này người ta chưa ngăn đập á, thì hồ này nó chỉ được một lòng sông, lòng hồ khúc đó thì kìa. Sau này người ta đập né để trữ nước, để canh tác phần nông nghiệp bên này đấy. Phần đa là lúa nước cũng như một vài là vài loại cây ăn trái ở khu vực này nha mọi người. Từ bên đập người ta có những cái hệ thống mương nước này đấy, để sản xuất lúa nước. Từ đất qua khu này cũng khá là gần. Khu này thì khá yên tĩnh, mát mẻ. Còn khu trung tâm Châu Pha đó mọi người, chỗ cái nhà thờ đó, đó là nhà thờ Châu Pha. Cái nhà thờ một xíu đó là chợ Châu Pha đấy. Còn đây là hồ, khá là rộng nha mọi người. Ok, để mình quay lại lô đất, quay tiếp cho mọi người xem ạ. Rồi, còn đây đó, vị trí đất thì nằm đây. Đất thì nằm ngay trên mặt tiền đường chính, đường thông. Ưu điểm thứ hai là gần hồ Châu Pha. Ưu điểm thứ ba là những trục đường chính đều là trục đường thông hết, khá thuận tiện. Còn khu này thì ở thì khá là mát mẻ, nhưng hiện tại thì mình thấy là dân khá là vắng nha. Chỉ loanh quanh ở đây một vài hộ gia đình quanh quanh đây, tiệm tạp hóa đây, tiệm bán đồ vòng vòng đây thôi. Trục đường này thì có đường điện đấy nha, điện thì có sẵn đấy đó. Còn tuyến nước máy thì đang chạy theo trục đường đó kìa. Khu này thì ở cũng ok. Với lại là giá lô này hiện tại là rất là mềm đây, vào thời điểm hiện tại luôn. Nên mọi người có quan tâm lô này có thể liên hệ trực tiếp với Tài nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Chào mọi người. Em ơi xuân đến bên thêm rồi, nhấp rượu hồng phơi đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bàn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quên luyến nhau hơn cho người em thôi dần hơn.
Xuân này ta chúc cho mẹ già vui vườn cà thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tông bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếc.